khách. Hôm nay là 22 tháng 11 2018, thì luôn rất vinh dự được đón tiếp bác Nghiên, bác đến từ Hải Dương và ký một bộ cuốn thư và câu đối lòng mo bằng gỗ gụ hàng VIP của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Ở đây cho mình, quý vị đang thấy đây là một đôi câu đối lòng mo mà bác Nghiên đang ký nhận đây. Câu đối lòng mo kích thước 2m37, đường kính là rất chìa lớn và là toàn bộ được làm liền tấm, cả một cây gỗ chúng tôi khoét thành lòng mo, rất chi là giá trị sang trọng này, giá trị mai sau. Và sau khi bác ký xong, Thành Luân sẽ cho vào hoàn thiện là dát vàng 4 số 9 cho gia đình bác. Quý vị đang thấy trên mình này là xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, và bộ bàn ghế Nghe Bảo Đỉnh và Minh Nghe Hương Vũ Môn. Xưởng sản xuất chúng tôi hiện tại là có rất nhiều các sản phẩm đang được trưng bày. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Cái xưởng sản xuất chúng tôi rộng hàng ngàn mét vuông, có rất nhiều các ngàn các sản phẩm, quý khách có thể đến lựa chọn thoải mái. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn bác, xin kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.